Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. MU ra quyết định tàn nhẫn với Anthony Martial. Ten Hag hết mặn mòi với Casemiro. Areola bị chê tan nát khi về đội tuyển quốc gia. Vị trí của huấn luyện viên Ten Hag ở MU vẫn rất an toàn. Manchester United ra quyết định tàn nhẫn với Anthony Martial. Trao đổi với Con Offside, ký giả Fabrizio Romano hé lộ về tương lai của ngôi sao người Pháp. Theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, Anthony Martial có thể rời sân Old Trafford ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới nếu MU nhận được một lời đề nghị hợp lý. Bằng không, họ vẫn sẵn sàng giữ lại tiền đạo này. Ký giả người Ý cho biết, có những tin đồn mới xoay quanh tương lai của Anthony Martial và tôi hiểu rằng tình hình vẫn giống như 7 hay 8 tháng trước. Với một lời đề nghị quan trọng, Anthony Martial có thể rời đi vào tháng 1. Nếu không, Manchester United vẫn sẵn sàng giữ lại Anthony Martial như một sự lựa chọn để xoay tua đội hình. Cậu ấy thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc ra đi vào mùa hè vì Manchester United không nhận được bất cứ lời đề nghị quan trọng nào dành cho Martial vào thời điểm đó. Ký giả người Ý khẳng định. Trong một diễn biến khác, nhà Glazer tiếp tục khiến một bộ phận cổ động viên của Manchester United phẫn nộ khi từ chối lời đề nghị mua lại 100% cổ phần từ phía Sheikh Jassim, khiến giới chủ Qatar đã tuyên bố sẽ không tham gia vào cuộc tranh giành quyền sở hữu. Động thái của họ trở thành nguồn cơn khiến số đông người hâm mộ bày tỏ sự phản đối nhà Glazer. Hội cổ động viên Manchester United mới đây đã lên tiếng về việc Sheikh Jassim rời khỏi cuộc đua giành quyền sở hữu câu lạc bộ. Sẽ cực kỳ lạc quan khi nghĩ rằng nhà Glazer đang hành động vì lợi ích của những người hâm mộ hoặc đang đưa ra những quyết định về quyền sở hữu mà không tập trung vào các ưu tiên của chính họ. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên đặt lợi ích của Manchester United lên trên lợi ích của chính họ. Nếu các báo cáo là đúng về việc Ineos mua 25% cổ phần trong câu lạc bộ, thì một số câu hỏi cần được làm rõ trước khi những người ủng hộ có thể đưa ra bất cứ đánh giá nào về giá trị của động thái này. Ten Hag hết mặn mòi với Casemiro. Casemiro chấn thương, song huấn luyện viên Ten Hag không cần quá lo lắng cho tình trạng của Manchester United. Điều Manchester United cần làm vào lúc này là đừng xuất hiện thêm một ca chấn thương nào khác. Mặc dù có rất nhiều lý do dẫn tới khởi đầu tồi tệ của Manchester United mùa này, nhưng không thể bỏ qua mức độ ảnh hưởng mà rất nhiều ca chấn thương thời gian qua. Bộ tứ hậu vệ hàng đầu trong tay huấn luyện viên Ten Hag phải ngồi ngoài, thậm chí thời điểm có tới 12 cầu thủ vắng mặt. Bất kỳ câu lạc bộ nào trên thế giới cũng sẽ phải vật lộn với tình trạng căng thẳng như vậy, và Manchester United chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ. Vì vậy, với việc Casemiro trở thành nạn nhân mới nhất phải tập tễnh rời sân trong lúc lên tuyển, có vẻ như mọi thứ đang chấm lại đội bóng này. Nhưng trong trường hợp của cầu thủ người Brazil, việc anh vắng mặt trong một hoặc hai trận đấu có thể thực sự có lợi cho Manchester United. Chấn thương là điều không nên xảy ra với bất cứ cầu thủ nào, và thật tiếc khi một cú va chạm có thể là nguyên nhân dẫn đến chấn thương. Nhưng Casemiro cần phải bị loại khỏi đội hình xuất phát của Manchester United vào lúc này. Rõ ràng, trình độ của cựu sao Real Madrid không còn như trước, anh đang sa sút thấy rõ. Casemiro là một phần không thể thiếu trong vận hành của Man United ở mùa giải trước. Sự xuất hiện của anh giúp thay đổi cả cách đội bóng tấn công và phòng thủ. Bằng chứng là Man United tiến bộ và giải cơn khát danh hiệu. Nhưng mùa giải này, có vẻ như những năm thi đấu đỉnh cao nhất đã bị Casemiro bỏ lại phía sau. Cầu thủ 31 tuổi đến Premier League và dễ dàng chứng tỏ đẳng cấp. Tuy nhiên anh bắt đầu mùa giải một cách chậm chạp như thể đang vật lộn để theo kịp tốc độ và thể lực tại xứ sở sương mù. Dễ thấy, Casemiro đã bị một số cầu thủ khéo léo lấn lướt và anh cũng không còn cung cấp khả năng bảo vệ hàng phòng ngự như trước đây. Casemiro chuyền bóng tương đối cầu thả và đôi khi anh tỏ ra thờ ơ trong việc đuổi bóng. Vì vậy, Casemiro ngồi ngoài thời điểm này là điều tốt lành trước khi anh lấy lại cảm giác bóng để sẵn sàng cho các trận đấu lớn diễn ra dày đặc phía trước. Nếu Casemiro không có mặt, Ten Hag có cơ hội hoàn hảo để thử nghiệm một hàng tiền vệ mới. Sofyan Amrabat có thể đảm nhận vị trí tiền vệ phòng ngự. Sau đó, cơ hội sẽ mở lại cho Scott McTominay. Tiền vệ này đang đạt phong độ cao và xứng đáng được trọng dụng. McTominay là điều hiếm thấy ở Old Trafford lúc này khi anh tràn đầy tự tin và chơi đúng khả năng của mình. Khi phần lớn đội hình của Man United đang thi đấu thiếu tự tin và không thể đạt đến đẳng cấp cao nhất, sẽ thật lãng phí nếu Ten Hag để McTominay ngồi dự bị. Vì thế, nếu Casemiro phải ngồi ngoài để Man United tìm ra phương án thay thế tốt hơn, thì đó có thể là một điều may mắn. Andre Onana bị chê tan nát khi về đội tuyển quốc gia. Thủ môn của Manchester United, Andre Onana đã làm nhiệm vụ quốc tế cho đội tuyển Cameroon rạng sáng nay. Thông tin từ tờ ESPN vào đầu tháng này cho biết, Andre Onana đã cân nhắc việc không tham dự cúp các quốc gia châu Phi để tập trung vào việc thi đấu ở Man United. Nhưng mới đây anh vẫn trở lại đội tuyển Cameroon tham dự các trận đấu giao hữu. Điều này cho thấy khả năng anh sẽ không từ chối lời triệu tập thi đấu tại AFCON vào tháng riêng. Sau khi không được vào sân trong trận đấu giữa Cameroon và Nga tuần trước, Andre Onana trở lại sân cỏ vào rạng sáng nay. Andre Onana đã trở lại đội hình xuất phát cho Cameroon trong trận đấu giao hữu với Senegal vào đêm qua diễn ra ở Pháp. Gặp khó khăn ở cấp độ câu lạc bộ, Andre Onana lại phải nếm mùi thất bại khác khi Senegal giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Cựu tiền đạo Liverpool Sadio Mane ghi bàn thắng quyết định đánh lừa được Onana để chấm phạt đền.
Ít nhất Onana đã không mắc sai lầm để thủng lưới trong một tình huống mở, nhưng sẽ tốt hơn cho sự tự tin của Andre Onana nếu anh nằm ở đội giành chiến thắng. Dù vậy, việc thay đổi bầu không khí có thể đã mang lại điều tích cực cho Andre Onana. Anh đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn ở Manchester United cho đến nay. Trong khi đó, phó tướng của Andre Onana, Ante Bahendia, đã có một kỳ thi đấu quốc tế lẫn lộn cảm xúc. Anh đã ăn mừng khi Thổ Nhĩ Kỳ giành được suất tham dự Euro 2024 khi đứng đầu bảng, nhưng anh không tham gia trực tiếp mà chỉ là cầu thủ dự bị, không được sử dụng trong cả hai trận đấu của họ. Cựu thủ môn của Fenerbahce vẫn đang chờ đợi trận đấu ra mắt Manchester United. Nếu phong độ của Andre Onana không được cải thiện, điều đó có thể đến sớm hơn. Andre Onana từng tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào tháng 12 năm ngoái sau khi bất đồng với huấn luyện viên trưởng Rigobert Song về mặt chiến thuật, nhưng anh đã sớm trở lại sau vài tháng. Khi đó, cựu sao của câu lạc bộ Ajax nói: "Trong những tháng gần đây, tôi đã phải đối mặt với những thử thách đầy bất công. Tuy nhiên, tình yêu và sự gắn bó không thể lay chuyển của tôi với quê hương Cameroon vẫn còn nguyên vẹn. Mong muốn được đại diện cho đất nước của tôi chưa bao giờ dao động kể từ khi tôi còn trẻ, và khát vọng này vẫn là một phần không thể tách rời cho tôi. Không có gì và không ai có thể lay chuyển được niềm tin này. Tôi đáp lại lời kêu gọi của đất nước mình với sự chắc chắn không thể lay chuyển, biết rằng sự trở lại của tôi không chỉ để tôn vinh ước mơ của tôi, mà còn để đáp lại sự mong đợi và ủng hộ của người dân Cameroon, những người xứng đáng có một đội tuyển quốc gia quyết tâm tỏa sáng." Andre Onana có trận ra mắt đội tuyển vào năm 2016. Anh đã có hơn 30 lần khoác áo đội tuyển và giành được giải thưởng cầu thủ bóng đá Cameroon của năm vào năm 2018. Anh gia nhập Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè từ Inter Milan với bản hợp đồng trị giá 43,9 triệu bảng. Vị trí của huấn luyện viên Ten Hag ở MU vẫn rất an toàn. Một nguồn tin tiết lộ với ESPN rằng huấn luyện viên Erik Ten Hag sẽ nhận được sự đảm bảo rằng ông vẫn là một phần quan trọng trong kế hoạch của Sir Jim Ratcliffe nếu vị tỷ phú người Anh đạt được thỏa thuận điều hành bộ phận thể thao của Man United. Tỷ phú Ratcliffe, người sáng lập công ty hóa chất Ineos và là một trong những người giàu nhất nước Anh, hy vọng sở hữu được 25% cổ phần với khoản đầu tư trị giá khoảng 1,3 tỷ bảng Anh. Nếu thỏa thuận hoàn thành, đồng nghĩa ông sẽ có ảnh hưởng lớn đến các hoạt động bóng đá của đội chủ sân Old Trafford. Nhưng theo một nguồn tin, bất cứ thay đổi nào được đề xuất sẽ không bao gồm việc thay thế huấn luyện viên Ten Hag. Dự kiến, Man United sẽ tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị vào thứ năm, ngay khi thỏa thuận với Ratcliffe được hoàn tất. Nhà cầm quân người Hà Lan đã dẫn dắt Man United cán đích ở vị trí thứ 3 tại Premier League và giành được cúp liên đoàn, danh hiệu đầu tiên sau 6 năm của câu lạc bộ trong mùa giải đầu tiên. Bất chấp khởi đầu không tốt ở mùa giải hiện tại, khi Quỷ Đỏ đã thua 6 trong số 11 trận đấu trên mọi đấu trường, ưu tiên của nhà đầu tư mới Ratcliffe là giữ lại Ten Hag ở chiếc ghế nào. Đây cũng là một cách mà vị tỷ phú người Anh không muốn tạo thêm một tác động nào xấu hơn khi việc đề nghị chỉ mua cổ phần thiểu số của ông không được người hâm mộ hài lòng. Theo nhiều nguồn tin, Ratcliffe hy vọng rằng bằng cách mua lại 25% cổ phần của câu lạc bộ, nó sẽ mở ra cơ hội cho việc ông tiếp quản toàn bộ trong tương lai. Nhưng ít nhất là trong ngắn hạn, nhà Glazer vẫn sẽ giữ được đa số cổ phần. Đây là điều mà người hâm mộ Man United không hề mong muốn. Họ tuyệt vọng muốn thấy quyền sở hữu 18 năm của nhà Glazer phải chấm dứt hoàn toàn. Đối tác duy nhất muốn mua lại hoàn toàn Man United là ông chủ ngân hàng người Qatar Sheikh Jassim, nhưng đã quyết định kết thúc nỗ lực của mình vào cuối tuần qua. Tỷ phú người Qatar đã rút lui vì lý do chính là nhà Glazer ngáo xá. Lời đề nghị cuối cùng của Sheikh Jassim được cho là trị giá khoảng 5 tỷ bảng, thấp hơn khoảng 1 tỷ bảng so với giá đưa ra của nhà Glazer. Nhưng kèm theo đó là xóa khoản nợ khoảng 1 tỷ bảng của câu lạc bộ và đầu tư rất mạnh mẽ vào mọi phương diện.